Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên góc mẫu xe đạp touring đường phố được sử dụng bộ group của xe đua, đó là bộ Shimano Classic, còn toàn bộ khung là khung nhôm mang thương hiệu của Format, là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nga các bác nhé. Model xe em về là model Conversa 33. Đấy, cái lớp sơn tông màu rất là đẹp, xanh, trắng xanh, cực kỳ là thể thao và cực kỳ là đẹp. Đấy. Sơn xi các thứ là còn tương đối là bóng mới các bác nhé. Chỉ có những cái vết xước nhỏ xước răm do đã có quá trình sử dụng và là xe bã nhập khẩu về nên là không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì ngoại hình thì cũng còn tương đối là đẹp. Lớp sơn nó còn rất là bóng bẩy và cái cách thiết kế khung cũng rất là độc đáo các bác nhé. Có những cái nhấn nhá, đường cắt này. Những cái đường cắt thì rất là đẹp các bác nhé. Xe thương hiệu Format và thương hiệu rất là lớn và nổi tiếng của Nga này. Các bác chơi xe thì cũng đã rất là thân thuộc với cái dòng cái hãng Format này rồi. Và những cái chi tiết logo phối màu xanh này tạo điểm nhấn cho xe này, rất là thể thao. Sử dụng một bộ group của xe đua các bác nhé, đó là bộ Shimano Classic với 8 tầng lip và 2 tầng đĩa đạp cho xe có 16 tốc độ khác nhau. Bánh 700c, sử dụng quả lốp 700x26c các bác nhé, 700x26c, phanh là phanh chữ V của hãng Shimano. Cái phần ghi đông thì chiếc xe được sử dụng cũng được sử dụng bộ tay bấm xả và tay phanh và Classic. Đấy, tay này là tay 3 trong 1 luôn các bác nhé, vừa phanh vừa bấm xả Classic. Và những cái chi tiết như ghi đông của Ford này hay là yên rồi cọc yên các thứ là toàn bộ là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Phanh trước cũng phanh V Shimano. Một chiếc xe mà rất phù hợp cho các bác đang tìm kiếm xe để đi thể dục thể thao đường phố hàng ngày. Vẫn đủ tiêu chí gọi là đồ đạc chất lượng, cấu hình chất lượng. Thì đây là một chiếc xe nó rất là hợp lý, đáp ứng đủ nhu cầu cho các bác sử dụng xe để tản dã ngoại đường phố thể dục thể thao ngắm cảnh. Rồi giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 52 cm. Thì chiếc xe có cái gióng ngang nó cũng khá là dài thì nó sẽ phù hợp với các bác đi từ khoảng 1m6667 đến 7677 đi phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Classic, một dòng chuyển động của xe đua, chuyển động rất mượt mà quá nhé các bác nhìn trên hình. Thì chiếc xe đang được bán bên em với mức giá chỉ là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.